Bước tiếp theo là gì? Là gì? Cô nói luôn đi, cô lại còn hỏi. Ơ cô này, tao dạy mày học, bây giờ mày bắt tao trả lời à? Nhanh lên, khô hết chân tao rồi. Ôi ôi, nó khô cứng luôn này. Hay nhỉ? Ôi, bước tiếp theo là gì à bà? Thôi, cô chỉ luôn đi cho nhanh. Chỉ? Bước tiếp theo là úp móng. Làm chộp. Mãi lột phạt. Suốt ngày lột phạt. Ờ hay. Có mỗi mấy cái bước cơ bản mà mãi mày không học thuộc. Lấy dây bút ra đây. Tao đọc lại một lần nữa. Học. Ngày mai không thuộc đừng trách. Ông. Ô. Dây bút cô để đâu đây ạ? Thơm ơi, giấy bút cô để sẵn trong túi, cháu lấy ra ghi chép đầy đủ vào, ngày mai không thuộc đừng đến đây nữa nhá. Vâng. Giấy toàn chữ này viết cái gì? Yên thân mến. Yên ơi, tao hiểu mày giận là đúng lắm, nhưng tao tin mày không vì một chuyện như thế này mà lỡ lòng lào khép lại. Ô cô viết cái gì đây cô? Cô viết cái gì đấy? Con chơi nhím nó mượn pháo giấy của con nó chơi. Nó vứt đi đâu mất rồi. Cầm pháo giấy của cún về đây ạ. Ôi giời, thôi xong rồi. Cô đưa đây cho con chết cắp cái gì cô còn ghi. Khổ quá, đưa đây. Đi ra chỗ khác. Là cô nói đấy nhá, con không phải lột phạt nữa nhá. Tôi chết rồi. Đi xong rồi. Cầm Tú ơi, con lấy hết màu xanh lá cây ra cho cô. Đúng rồi. À, tờ của hay cái này này. Hai con trâu. Tao đây. Ôi trời ơi, tao hiểu chuyện gì xảy ra rồi mẹ ạ. Chuyện gì? Bọn trẻ con nhà tao chơi pháo giấy với nhau. Thằng Cún nó lại cầm nhầm thư của mày để gấp pháo giấy. Sao con nhím nhà tao lại mang về? Bây giờ mở ra mới thấy đây là thư của mày. Ôi, không biết con kia nó cầm giấy gì nữa. Ôi trời ơi, sao mà có chuyện chéo ngoe thế nhở? Bảo làm sao con Yên nó lại càng điên. Thế bây giờ phải làm gì hả Đào? Sáng nay tao gọi cho nó không được. Nó chặn số tao luôn rồi. Kiểu gì cũng phải có cách. Nhưng mà lần này là lỗi của bọn mình rồi. Thế nhá, có gì tao nhắn sau. Anh bị xòe xe. Về nhà nó nhìn nó thương. Nên là nhân tiện thì anh cũng làm lành luôn. Hôm nay chú cứ thoải mái đi anh mời. Ok anh. Em đã nghĩ ra cách để ba bà vợ làm lành cho anh ạ. Cách gì? Cách gì? Mình cần một nạn nhân. Nạn nhân? Nạn nhân là thế nào? Chào. Cây này do tao trồng, đường này do tao xây. Đứa nào đi qua đây? Nộp lệ phí. Chốt. Tốt. Tốt đấy. Anh ơi, chuyện này là như nào ấy? Em chẳng hiểu gì cả. Ơ, chưa nói gì à? Tức là như này. Mình phải đánh vào tình thương của ba bà ấy. Hoặc là mình sẽ làm cho ba bà ấy đoàn kết lại với nhau để chống lại một kẻ thù chung. Bây giờ chú nói cái gì mà tất cả mọi người cùng hiểu đi. Tóm lại là em cần một người bị đánh, nhưng không phải vợ em. Ví dụ là vợ anh bị đánh đi. Ờ, cái này được đấy. Nhưng mà ai đánh? Đây là hai đồng chí giang hồ. Ừ. À, không phải. Đây là hai đồng chí yêu hội họa, được anh Quang mời đến để diễn kịch. Tóm lại là đây là hai đồng nghiệp của tôi nhá. Tôi đưa đến đây để diễn kịch giúp đỡ cho mọi người đấy. Nhá. Con kia, mày muốn gì? Sao nói to thế? Nói nhỏ thôi, cháu nó đang ngủ. Tập thoại anh ạ. Đấy. Tập thoại.
người ta đóng giang hồ mà. Đây là những diễn viên chuyên nghiệp, chỉ quen đóng đại cảnh thôi. Mà giang hồ đòi nợ thì tức là con nợ nó hay trốn ở trên rừng, mà lên núi thì phải nói to. Nên là cổ họng của các ông này là không nhỏ như người bình thường đâu. Thử có cái hả mà cháy đâu? Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Chứ làm cái gì mà sợ thế? Diễn như thật đấy nhở? Hóa ra là tính chất công việc là định hình phong cách giọng nói đấy à? Đúng rồi. Giới thiệu, giới thiệu. Xin tự giới thiệu, tên tớ là Đặng. Kinh nghiệm 10 năm làm quần chúng rồi, chuyên đóng các vai hồn ma với cả côn đồ. Nhá, anh chị cứ yên tâm. Còn em xin tự giới thiệu, em là Dung, đệ của anh Đặng. Thì em mới vào nghề được 2 tháng thôi, có gì mọi người bỏ qua cho em nhé. Thế là hai anh Đặng Dung. Dạ vâng ạ. Trai phố cổ đấy, nghe tên quen nhở. Thế hai anh ở phố cổ sẽ giúp gì bọn em ạ? Đây, nghiên cứu kịch bản đi. Bây giờ nhá, nội dung tóm tắt của vở kịch Tình Chị Em là như thế này nhá. Vợ của ông Đặng này này là bị cái bệnh máu khó đông, nhưng mà đến chỗ cô này làm neo và cô này lỡ tay làm cho cô ấy chảy máu, nên ông này đến đây để bắt vạ. Ôi dồi ôi, không được, không được đâu anh ơi. Sao? Em nổi tiếng là làm khéo, chưa bao giờ em làm tay khách chảy máu cả. Thì thế mới là diễn này. Trong này cũng ghi đây, cô lấy lý do là lúc đấy cô đang mải nghĩ về câu chuyện của bạn mình, nên là cô mất tập trung, cô lỡ tay làm cho người ta chảy máu. Chứ kể cả thế, mất uy tín bỏ sử ấy được. Em hay là mình cứ đổ cho cái Thơm ấy, coi như nó là người gây ra việc này. Ờ hay nhở, con Thơm nó làm tại sao em phải hứng chịu? Thôi, người ta đã mất công lên kịch bản như này rồi, đừng thay đổi nội dung nữa, biên kịch người ta viết hết rồi, cứ theo nội dung này thôi. Bây giờ nhá, cô không chịu cái tội này thì cô này chịu được không? Này, không được nhá. Em gây ra tội gì ạ? Em chỉ là giáo viên mầm non thôi mà. Đấy, giáo viên mầm non, trẻ con nó không có tội. Thôi, cô này không thể nào là người gây ra tội lỗi được, chỉ có cô là hợp cái vai đấy nhất thôi. Tôi chịu khó em ạ, biên kịch với đạo diễn người ta chọn em rồi. Nể lắm đấy, cuộc đời bắt mình diễn thì mình phải diễn thôi chứ biết làm thế nào. Rồi đấy, bây giờ này đã có cô Đào này rồi, cô Trang ở đây rồi, bây giờ là thiếu cái Yên. Thì đây ông này đóng cô Yên nhá. Cái gì? Ông tôi đóng Yên á? Vì ông không có dâu, đóng vai Yên. Hiểu chưa? Cái cảnh này là như thế này, là hai người này sẽ ngăn cản cô Yên không rời khỏi cái phòng trọ này. Bắt đầu. Tôi có ý kiến. Thế đi. Đồng chí có thể nói cụ thể được không? Tự nhiên là đồng chí nghe như là công an ấy. Dạ đúng rồi ạ. Chồng em là cảnh sát. Cái gì ạ? Đùa à? Anh ơi, sao anh lại gọi công an thật đến đóng phim với cả giang hồ giỏm bọn em? Anh có biết đâu, đến đây anh mới biết đấy chứ. Nhưng mà không sao đâu, mình chỉ là đóng kịch thôi mà. Không sao, lỡ anh ấy làm gì em thì ai chịu. Đấy, thấy chưa? Mọi người để ý nhá, chính mọi người là đang gây áp lực cho diễn viên của tôi nhá. Nếu mà diễn viên của tôi có mệnh hệ gì là mọi người phải chịu tổn thất tinh thần cho người ta đấy nhá. Tiền chứ gì. Chỉ rồi, hơi bị nhạy đi. Cứ yên tâm mà diễn. Rồi, bây giờ cái cảnh tôi vừa nói đấy, bắt đầu diễn đi, diễn đi. Còn đã. Cái gì nữa? Tôi chưa hỏi xong. Thôi được rồi, mời đồng chí. Bây giờ đóng Yên như nào? Là đóng một cô gái. Tính cách của cô Yên như thế nào? Là một cô gái chua ngoa, đanh đá, chê chóe. Thì đây, vợ ông là bạn thân đấy, ông hỏi vợ ông là rõ nhất. Đấy, hỏi về bạn mình ấy. Đặc điểm nhận dạng của Yên là như nào nhỉ? Đanh đá, chua ngoa, hay quát chồng, chửi chồng, hay đánh chồng. Mà cái câu cửa miệng của nó ấy là Hào ơi. Đúng rồi. Ông thoại thử đi, gọi Hào ơi xem nào. Thử đi. Hào ơi. Giọng ồm thế. Cao lên anh ạ. Hơi xìu. Cao. Hào ơi. Đúng rồi, nhưng mà phải chanh chua vào. Đánh đá lên nào. Đây như này, em thử. Hào ơi. Đấy. Hả? Lấy hơi. Hào ơi! Đúng rồi! Được rồi, được rồi. Thế nhá!